Hello nha em, hello nha em. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Ok, lại là mình đây. Thì một câu hỏi mà hiện tại mà đang khá là nhiều anh em thắc mắc. Thì hiện tại thì nên chơi nhà cái nào gọi là uy tín nhất? Đấy, một trong những câu hỏi mà khá là nhiều anh em đã nhắn tin cũng đã bình luận ở dưới những video của mình. Anh em thắc mắc rất là nhiều. Đấy, thì mình cũng không thể ngồi dép tin nhắn của mỗi người được, nên là mình hôm nay mình lên video để chia sẻ cho anh em đấy, về cái cách, về những cái mẹo để mình chọn nhà cái nào cho nó phù hợp. Thứ nhất đấy, một câu hỏi rất là hay, đó là hiện tại là có nên chơi cú bét hay không. Thì thật ra là một cú bét là một trong những nhà cái gọi là hàng đầu của cái bộ môn này, bộ môn game đổi thưởng online đấy, mình phải khẳng định là như thế. Nhưng mà tại sao tôi anh em nhé, tôi trước đây từng là một trong những tín đồ của bet khoảng tầm 2 đến 3 năm anh em, cái thời mà gọi là thịnh vượng nhất của bet ấy. Đấy, thì vì sao mình lại bỏ của bet đấy? Lý do đơn giản thôi, là nó bịp anh em ạ. Có hai vấn đề nhưng mà chủ yếu là nó bịp. Thứ nhất đấy, cái vấn đề này thì nó cũng bình thường thôi, nhưng không quyết định được lắm. Đó là cái nạp rút của thằng cú bet anh em. Nạp rút của thằng cú bet là mỗi ngày nó chỉ cho nạp nó chỉ cho mình rút 2 lượt thôi. Nạp thì thoải mái, đỉ mẹ nó cay thế đấy. Nạp thì nạp bao nhiêu cũng được, nhưng mà rút thì chỉ cho rút 2 lần thôi. Một một tài khoản nó chỉ cho một một ngày là mình rút được 2 lần thôi. Đấy. Trong khi đấy là tiền của mình. Khá là bất tiện. Đấy, nhưng mà cái đấy thì vẫn chấp nhận được, vẫn ok. Một cái vấn đề ấy mà tôi cảm thấy là rất là bứt rứt, đó là khi mà tôi xem được một cái video mà anh em chia sẻ lên ấy. Anh em bây giờ anh em lên YouTube hoặc là Google, anh em gõ cho tôi là cú bet chóc đĩa bịp người chơi như thế nào, bịt mẹ mày gãy này, nó sẽ ra cho anh em rất là nhiều, rất rất là nhiều những kết quả. Đấy. Nó bịp thẳng căng giữa cái like luôn mà anh em. Tức là bây giờ tôi không thể cho anh em xem ở đây được, bởi vì bây giờ tôi mở lên là nó sẽ khóa ngay cái tài khoản của tôi, nó sẽ report cái kênh YouTube này của tôi và nó sẽ mất cái kênh mất anh em ạ. Nó đánh gậy là ỉa luôn anh em ơi, mẹ mình công sức bao nhiêu làm được một kênh như thế này, gây dựng một kênh như thế này mà bây giờ nó điện đánh cho phát thì đúng là ỉa luôn đấy. Bởi vì có cái hình ảnh casino ấy anh em, là YouTube nó sẽ gọi là cho mình một gậy đấy. Thì anh em cứ gõ lên vào xem là anh em biết rất là nhiều video anh em đã up lên. Tức là khi mà cái con bé mà ngồi sóc đĩa ấy anh em, nó mở cái bát ra ấy là tứ đỏ, tôi đang nhớ là tứ đỏ. Ừ. Nhưng mà đùng gái phát là nó bật lên, phát là gọi là một con trắng lên, ba đỏ một trắng. Đấy. Trước mắt mẹ mày hàng ngàn người chơi luôn anh em, cày. Cày kinh khủng luôn. Đấy thì anh em bảo như thế làm sao mà ấy được. Ô đi con mẹ em ơi. Vãi nhờ. Ngay cả chính bản thân tôi, anh ấy bảo chính bản thân con bé MC đấy, nó cũng giật mình mà. Nó giật bắn người phát, nó nhìn vào trong. Đấy, đi mẹ mày. Thôi khi đấy là mình thấy là đi mẹ mày, thôi bịp thế này thì chết rồi, thà mấy ông chơi thế nào khuất mắt đi nó hơn. Ok, không có vấn đề gì hết. Chắc chắn là nhà cái nó sẽ có những cái mánh khóe để mà ấy rồi. Cái đấy mình biết mà, mình biết nhưng mình vẫn chơi. Ok, không có vấn đề gì hết. Đúng chưa anh em? Mình vẫn có thể lách được. À, nhưng mà nó phải khuất mắt mình cơ, thì mẹ nó chơi thẳng từng như thế là nó đéo tôn trọng người chơi rồi. Đấy, à, chính vì thế mà mình đã tạm biệt cú bét từ đấy. Hồi đấy cũng gọi là một trong những thế lực của cú bét anh em, thì cái tài khoản của tôi mẹ mẹ anh em lên, anh em có thánh lô là anh em biết như thế nào. Đánh gọi là kinh điển luôn. Nhưng mà thôi, tạm biệt thôi, mẹ bịp thế thì bố thằng nào chơi nổi. Đấy. À, thì kể từ khi mà nghỉ con cú bét ra thì cũng bắt đầu một thằng em nó vứt cho một cái con app này, con app đang chơi 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 mấy năm trời đây anh em. Đấy, con app chơi mấy năm trời đây. Ok bú này. Con app 68 anh em nhé, nhà cái 68 game bài. Thì hiện tại tôi thấy ở trên các trang YouTube hay là Facebook thì đang rất là nhiều anh em ạ. Mẹ mày. Cũng vô tình thôi, mình lúc mình chơi thì nó cũng là một nhà cái bé thôi, nhưng mà bây giờ do cái độ uy tín nó cao thì anh em tự tìm đến thôi. Cái đấy thì đúng không? Cái đấy thì mình cũng không biết là lý do mà anh em tìm đến nhiều như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là nó uy tín thì anh em tự tìm đến thôi, chứ cần gì quảng cáo. Đấy, đơn giản như những quán ăn ở trong hẻm, trong vỉa hè, trong hẻm, trong đồ các thứ, mẹ mày không có tên đường tên số gì nhưng mà vẫn tìm đến để ăn, bởi vì nó ngon, đơn giản thế thôi. Nó ngon thì người 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 khách nó tự tìm đến thôi.
Ok. Và một cái điều cuối cùng đó là Sun Win và Go 88 hiện tại thì có nên chơi hay không? Giống như cô bé tôi nhỉ, cũng giống như cô bé tôi vừa nói đấy. Thật ra Sun Win và 88 thì cũng khá là ok đấy. Nó riêng chỉ có một cái là nó hay đổi đường link quá. Đường link nó đổi liên tục thì cứ 1 2 ngày nó đổi đường link. Vậy rồi, 1 2 ngày nó đổi đường link một lần thì làm sao mà mình nắm bắt được rồi mình chơi anh em. Đấy, dễ dính phải áp bịp lắm. Dễ dính phải áp bịp lắm anh em ạ, bởi vì hai thằng này là hai thằng nhà cái quốc dân rồi. Nó quá lâu đời rồi mà sau này thì tôi nghĩ là nó ăn đủ rồi nên là nó cũng kiểu buông thả anh em. Khi mà nó buông thả thì chính là cơ hội để những cái thằng làm áp sập áp bịp nó ngoi lên, nó làm áp y hệt hai cái thằng đấy thôi. Cứ bây giờ nhá, tôi nói thẳng nhá, bây giờ ông là một trong những hai thằng đầu sỏ, những thằng cầm đầu của một cái bộ môn đổi thưởng online này đi đấy, thì kiểu gì mẹ với khi mà an ninh mạng nó sờ gáy thì hai cái thằng này sẽ là hai thằng bị lôi đầu ra đầu tiên rồi đúng không đấy, nên là nó cứ 1 2 ngày nó bị đánh sập lên à, cứ đánh đập sập link là nó mở nó làm ra cái link khác, nhưng mà như thế thì cũng khá là bất tiện. Mẹ mình riêng mà cứ ăn rồi đi ngồi đi đi kiếm link để mà chơi mẹ hay mệt hết cả người rồi đúng không, kiếm 1 2 lần thì ok, nhưng mà mẹ mình cứ 1 2 ngày nó đổi link thì bố thằng nào chịu nổi ăn nè đi, mẹ mày 6 3 2 mới đau chứ. Ôi giời ơi, rồi thì có thể anh em nào mà đang chưa tìm cho mình được cái nhà cái uy tín thì có thể trải nghiệm cùng tôi với cái nhà cái 68 game bài đây. Tôi chơi khá lâu rồi nên là cũng ok, nói chung là mình cứ phải thấy ok mình mới dám giới thiệu lên cho anh em chứ đúng không? Đấy, và tôi không khuyến khích anh em chơi cờ bạc đâu nhá, bất kỳ dưới mọi hình thức nào. Qua là anh em nào mà đã chơi rồi, đã dính vào rồi thì trước tiên cái điều đầu tiên ấy, hãy tìm cho mình một cái nhà cái uy tín cái đã. Đấy là cái điều gọi là đầu tiên. Đấy, quyết định đến cái chiến thắng của mình. Chứ bây giờ anh em mà ăn chơi ăn cho cỗ rồi mẹ gặp phải những cái nhà cái bịp thì thôi. Chào tạm biệt đấy anh em ạ. Ok, ở đây nhà cái này thì nó cũng đầy đủ tất cả những thiết bị, ví dụ như live casino, sảnh live. Anh em nào chơi thích chơi sảnh live thì cứ vào và dí sảnh live thôi. Lô đề các thứ bong bánh có hết này anh em. Quay hũ này rất là nhiều, 15 loại hũ đúng không anh? 15 loại hũ, hình như 15 loại hũ đấy. Điện tú này, loại game tài xỉu sóc đĩa này, baccarat, bầu cua, đồng hồ nữa. Đôi chiên là bài đúng không? Đấy. Thì tôi thích chơi kiểu con tài xỉu 3D này thôi anh em ạ. Tôi cá nhân tôi thích chơi con tài xỉu 3D này hơn. Dầu kiểu trước đây mình cũng nằm vùng bên chỗ Go 88 Sun Win khá là lâu. Nên là cũng thích cái kiểu tài xỉu truyền thống này. Bây giờ mà vào mà chơi sảnh live anh em, nó mất tập trung quá, gái gú nhiều mẹ, nhiều khi cứ mắt một mắt thì ngắm gái mắt đâu nữa mà chơi đúng không? Cầu này mà đánh xỉu này, một mắt ngắm gái mắt 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 nào nữa mà chơi anh em. Cầu này đánh xỉu này anh em, cầu cái đôi này chốt hạ tay này mà nghỉ anh em ạ. Nói chung mấy ngày hôm nay tôi cũng bú khá no rồi, hôm nay chủ yếu là lên để giải đáp những cái thắc mắc của anh em trong thời gian vừa rồi thôi đấy. Chắc là làm xong tay này nữa mà tôi sẽ nghỉ và tôi sẽ rút luôn anh em nhé, tay này nghỉ rút luôn này, là phát 50 củ đi. Cầu này cầu gãy đôi đấy, cầu gãy đôi đấy, hai tay gãy này, hai tay gãy này và hai tay gãy này, có khi đi luôn hai xỉu luôn đấy chứ mà bắt. Nói chung là cái công thức hay là cầu kèo thì nó chỉ gọi là có mang tính chất tương đối thôi. Ok, ia cờ bú này đúng không, nó không thể chính xác 100% được. Bây giờ mà có công thức nào mà chính xác 100% thì cứ bán nhà và all in vào thôi đúng không, và nhà cái nó cũng sạt nghiệp anh em ạ, nên là mình cứ phải cẩn trọng hơn. Nói thì nói là 100% thế thôi, nhưng mà phải luôn trừ cho bản thân một cái đường lùi anh em nhớ nhá, nhớ cái điều này nhá, phải luôn trừ cho bản thân một cái đường lùi. Ví dụ mình có 30 củ, mình biết là cầu này nó chắc rồi, nhưng mà mình vẫn chỉ đánh 20 đến 25 m thôi, mình vẫn phải để lại một cái khoảng đấy, một cái khoảng gọi là 3 chấm, bao nhiêu cũng được nhưng mà phải có. Thì lỡ đâu mẹ mình biết đâu nó vẫn có rủi ro trong cái cầu này thì mình còn có cái mà gỡ đấy, chứ đừng bao giờ mẹ ôn in hết tất cả những gì mình có vào một cái trò chơi nào đấy, nhớ điều đấy cho tôi. Từ cái trường hợp mà anh em mẹ mình đang có khoảng 1 tỷ, tài khoản anh em có 1 tỷ, em dành ra mẹ mình 50 70 củ anh em có thể ôn in chơi bình thường, nhưng mà không phải ai cũng có như thế anh em ạ, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cái cách chơi. Chịu rồi. Ok, thì có lẽ là hôm nay xin phép anh em là sẽ dừng lại tại đây. Và cái đường link truy cập của nhà cái 68 game bài, đường link chính thức của tôi sẽ để ở phần mô tả. Anh em nào mà có đam mê thì chúng ta có thể kết nối và giao lưu cùng nhau.
Chúc anh em luôn gặp nhiều may mắn và luôn luôn đạt được những cái thành công như mong đợi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.